góc kính nó chìa ra ngoài ấy, để cho chụp ảnh ở ngoài đấy. Đó. Ở giữa là bể bơi có quầy bar này. Giờ tan tầm tắt đường ra phết nhỉ anh ạ? Ừ, đông lắm, nay giờ đông lắm được. Đấy, nghe. Để mà nói về các cái trải nghiệm book phòng online thì mình có kinh nghiệm chia sẻ với các bạn như này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lên các cái trang booking online, ví dụ như là Traveloka, Agoda hoặc là một số cái trang khác của Việt Nam mình bây giờ cũng tương đối ấy. Thì mình hay book Agoda tại vì cái trải nghiệm của mình đối với cái việc mà hỗ trợ khách hàng của họ khá là tốt. Các bạn chọn ngày check in và ngày check out thì ở trên Agoda hoặc là booking người ta sẽ đưa ra một loạt cái khách sạn với cái mức giá ưu đãi thế này. Sau đó thì mình sẽ nhìn vào đầu, tất nhiên chúng ta quan tâm là một là đầu tiên là giá phòng, thứ hai là vị trí của khách sạn có thuận tiện không, và thứ ba là cái đánh giá của trang booking đấy với mọi người và mọi người cái đánh giá của cái trang booking đấy và mọi người đối với cái khách sạn đấy như thế nào. Thì mình xem xét vài cái lựa chọn mà được rate rất là cao, 4,9 sao ở cả trên Agoda lẫn Booking. Thì khách sạn này được rate rất cao nhưng mà mình vẫn chưa tin tưởng lắm. Thì mình có một kinh nghiệm chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ không dựa hoàn toàn vào cái đánh giá của các trang online mà bạn vào Google Map. Bạn vào Google Map xong rồi bạn tìm tên cái địa chỉ khách sạn mà được đánh giá cao đấy, và sau đó là xem ở trên Google là được đánh giá bao nhiêu sao và các cái review. Thì kinh nghiệm là xem các cái review ấy, thì một là các bạn xem là cái rating của người ta cao thấp, cái rating đấy cần dựa trên số lượng rating là như nào. Ví dụ như là rating là 4,2 sao chẳng hạn nhưng mà số lượng rating chỉ có là 60 review thôi thì nó khác hẳn với cả cái 4,2 sao nhưng có khoảng 6.000 review đó. Thì là cái có nghĩa là với một cái lượng review cao như vậy mà vẫn được rate cao thì chúng ta có thể rất là tốt. Thì cái khách sạn mà mình xem ở trên Agoda hoặc là trên Booking ấy, nếu như mà cái rate ở trên đấy cao nhưng mà trên Google mà rate thấp thì chúng ta nên bỏ qua và chọn khách sạn khác. Thế khi mà tìm một cái khách sạn nó ưng ý rồi mà rating ở trên Google Maps nó cũng cao với một cái giá tiền nằm trong cái khả năng chi trả của mình thì đấy là một khách sạn đúng đắn. Và trước cái đợt đi Nha Trang của này mình thì mình cũng làm như vậy mà mình đã book được hai khách sạn tương đối tốt là Libra Hotel ở trên số 4 Hùng Vương và Bottom Blue Hotel ở đường Phạm Văn Đồng. Nhìn thẳng ra biển các bạn nhìn thấy đây này, thì hai khách sạn này đều rất là tốt. Thì cái trải nghiệm của mình ở Libra cũng rất là ổn, Agoda hỗ trợ mình rất là tốt. Tại vì mình bị một cái lỗi là mình book nhầm phòng, mình book 4 đêm ở Libra nhưng mà lẽ ra là mình ở tháng 8 nhưng mình book tận 4 đêm ở tận tháng 9. Thì gọi Agoda người ta hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Tuy là cái khách sạn này nó cái chính sách của cái phòng mình đã book là không hoàn trả, nhưng mà mình làm việc thì để trả tiền trực tiếp với khách sạn và Agoda đã hỗ trợ là hoàn trả tiền của mình vào thẻ. Tất nhiên thời gian hoàn trả có thể từ 15-30 ngày tùy vào ngân hàng, nhưng mà hỗ trợ như thế là rất là ổn, thái độ nhân viên hỗ trợ khách hàng cực kỳ ok. Cho nên là đối với bản thân mình mà nói là chắc là từ lần sau là mình sẽ book khách sạn qua Agoda, tại vì thực ra các trang như Agoda hay Booking hay là Traveloka giá đều xem nhau tùy thuộc vào từng ngày, tùy vào từng khách sạn mà giá chênh nhau không đáng kể. Một lát nữa thì mình sẽ đưa các bạn lên để xem phòng ở khách sạn Bottom Blue nào, tại vì mình book một cái phòng khách sạn nó có top 3 cái phòng đắt nhất thôi, là phòng hạng thương gia, phòng Triple Seal và phòng Double Seal. Thì mình đã book phòng Double Seal. Hy vọng là cái trải nghiệm của mình ở Bottom Blue cũng sẽ tốt như cái trải nghiệm của mình ở Libra Hotel. Một trong những lựa chọn tiếp theo của mình là khách sạn ok anh biết rồi, cho anh một phút. Một trong những lựa chọn tiếp theo của mình là khách sạn Blue Bottom Hotel, là một khách sạn 5 sao. Ok, bây giờ đã nhận phòng khách sạn rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về phòng khách sạn Blue Bottom Double Twin cho các bạn xem phòng của mình, phòng Double Twin nhé. Các bạn nhà vệ sinh trước đi, mình lúc nào cũng đi thích đi nhà vệ sinh trước, chỗ tắm hoa sen nha.
Nhà vệ sinh rất là rộng nhé. Đó, đánh răng rửa mặt này, bồn cầu. Và cái phòng double twin này nó có một cái đặc biệt mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay bây giờ. Chính là đây, có một cái bồn tắm ở ngoài ban công. Phải mở cửa ra đấy nhé. Đó. Đây là chiếc bồn tắm ở ngoài ban công mà có thể nhìn thẳng ra biển. Đây các bạn nhìn không? Đây là bồn tắm này, nhìn thẳng xuống đây. Đó, nhìn thẳng xuống biển luôn, toàn bộ biển trước mặt. Tắm này kiểu hưởng hưởng ấy. Mình thuê cái phòng này là chỉ vì cái bồn tắm này thôi. Ok, phải đóng cửa lại. Thấy nhân viên khách sạn bảo nó có cảm ứng gì đó mà mình cứ mở cửa ban công là hệ thống điều hòa tự tắt, đóng lại thì lại tự mở. Từ phòng ngủ thì nhìn thẳng ra cái bồn tắm này. Đó, từ phòng ngủ, đây là view từ phòng ngủ. Mini bar đâu? À, đây là đồ miễn phí này. Đây, mini bar. Và bên này là đồ tính tiền. Bàn làm việc. Giường ngủ nhỏ nhỏ. Đây. Và bên này có cái chỗ ở ngoài ban công ngồi hút thuốc này, cũng nhìn thẳng xuống biển luôn. Toàn bộ cái phòng này là nó view biển hết cả một cái mặt. Bên này còn có một cái cửa, chắc là để thông sang phòng bên cạnh cho những nhà nào mà thuê cùng một lúc hai phòng ấy, thì người ta sẽ mở cái cửa này ra. Khá là ổn. Mình đã đọc review ở trên Agoda và Booking rất là nhiều trước khi book phòng này, và mình cũng đã xem lại ở trên Google Maps thì các cái nhận xét về khách sạn này rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một trải nghiệm khác mà đến những cái khách sạn như này không thể bỏ qua được. Đấy chính là bể bơi. Này các bạn nhìn xem, đây là một cái bể bơi tràn viền vô cực nhé. Đó. Ở phía kia à? Còn có một cái góc kính nó chìa ra ngoài ấy, để cho chụp ảnh ở ngoài đấy. Đó. Ở giữa là bể bơi, có quầy bar này. Bể bơi cũng không phải là bé đâu, bể bơi này cũng ok đấy và cũng khá sâu đấy. Excuse me. Sở dĩ mình chọn khách sạn Bottom Blue còn là bởi vì cái nhà hàng này là khi mà xem ở trên Google Review và ở trên ảnh của các bạn đã từng đi thì cái nhà hàng này, cái nhà hàng rất đẹp, với một cái bụng thuyền kính chĩa thẳng ra ngoài biển. Đó, các bạn thấy không? Mình cũng rất là may mắn khi mà chọn được bàn ngay sát ngoài cái tấm kính rồi. Mình ngồi đây view cực kỳ đẹp, chúng ta view còn đẹp hơn cả là tâm trí để ngồi ăn đấy. Đấy. Quay một vòng cho các bạn xem, trải nghiệm rất là sang chảnh. Cái phòng double twin này nó có cái bồn tắm này là giá trị nhất và để người ta đặt cái phòng này nhiều nhất. Nghe một cái bồn tắm hoàn toàn lộ thiên ở ngoài ban công luôn. Đó. Thì khi tắm ở đây thì mình hoàn toàn có thể nhìn xuống biển này. Nếu như đi ra góc này thì mình lại nhìn thấy xuống được toàn bộ một góc của thành phố. Đấy.
Đó, có núi non, có biển, có thành phố, nhìn xuống con đường đi lại. Góc bên này nhìn thẳng xuống biển. Nói chung là nó tạo ra... Cái khách sạn này nó tạo ra cái bồn tắm ở cái góc này, nó gần như là một cái góc sống ảo, tương đối là chuẩn để dành cho các tín đồ sống ảo đến đây để chụp hình check in. Đó, mình cũng hiểu, mình cũng có thể hiểu đây là lý do tại sao mà ở cái khách sạn này rất nhiều khách vào và phần lớn ở đây và đều chụp ảnh cái bồn tắm này và với cái nhà hàng mà tương đối là chảnh ở phía dưới. Cái trải nghiệm mà ở khách sạn Blue Tầm này nó có cái kiểu cũng không hẳn là sang chảnh nhưng mà nó kiểu hơi ảnh ảnh ấy. Các bạn có thể nhìn sau mình đây nhé, là mình ngồi ở ban công hút thuốc uống ở ngay bên dưới, ở ngay bên dưới là có biển, có đường người đi lại ở ngay phía đằng sau mình nhé, ở ngay phía đằng sau mình. Một cái ban công như này thì nó rất là chill ấy, ảnh luôn á. Mình quay một chút để các bạn thấy cái view từ ban công này xuống nó như thế nào thôi. Bây giờ phải vào, nắng lắm.